Quý Mão năm nay thì nhiều cái lời tiên tri của Đức Phật, Đức Thầy mà mình thấy cũng như thiên tai địa ách trên thế giới và những cái cuộc chiến tranh càng ngày nó càng ác liệt và những cái cuộc mà so cửa chạy đua vũ trang nhau của tất cả cường quốc trên thế giới. Chúng ta đã biết thấy hết rồi. Cảnh thiên tai chẳng dễ hết đâu, sự chuyển lưng khắp cả địa cầu trong nháy mắt Á Âu gian dậy. Chừng việc đến lửa đâu cũng cháy, người Nam Châu cả thải kinh hoàng, tai nghe đầy những tiếng khóc than. Thay người chết làng khang như củi, việc xảy đến biết đâu mai rủi, quả phước do nơi mối giữ lành. Nhưng mà ai làm hiền lương là được Phật độ sanh đâu vậy, còn kẻ gian ác thì yêu tinh cấu xé. Suy xét kỹ là làm phải lẽ, nay khổ lao mai sẽ thanh nhàn. Cuộc qua rồi quả chỉ một nan, việc xảy đến muôn sàng tay ách, và các ngài bảo chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật, lời kính Đức Phật, lời kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên gặp chú Ba để trao đổi hỏi đạo đức, để cùng tu cùng tiến. Mà Đức Thầy có để trong sấm giảng đó chú Ba, Thầy nói là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, tuần hoàn thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Ngụ ý những câu văn đó Thầy khuyên mình thế nào, mong chú Ba mà trình dạy cho em cháu và cô bác đồng hiểu đồng tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy, chào tất cả quý ông đạo trong ngoài nước thân mến. Giờ quý vị thấy là mình không còn phải bàn gì nữa rồi. Bước qua năm Quý Mão năm nay thì nhiều lời tiên tri của Đức Phật, Đức Thầy mà mình thấy cũng như thiên tai địa ách trên thế giới và những cái cuộc chiến tranh càng ngày nó càng ác liệt và những cái cuộc mà so cửa chạy đua vũ trang nhau của tất cả cường quốc trên thế giới chúng ta đã biết thấy hết rồi, khỏi cần phải bàn gì nữa hết. Nhưng bây giờ chỉ còn quyết liệt cách nào tu, như lời mà của chú Thiện Tâm vừa mới hỏi đó, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, là mau mau là kiếp kiếp là phải nhanh nhanh và chóng chóng, là chạy nước rút đó, coi như là tốc hành đó. Chuyên cần là phải chuyên tâm và vô cùng cần mẫn. Vì Đức Thầy nói là chúng sanh còn có lập thân hội này là chỉ một cái hội này thôi, không còn một cái hội nào khác hết. Cho nên Đức Thầy mới sử dụng những cái lời kinh giảng màu nhiệm để dạy chúng ta đó. Vì chúng sanh còn có lập thân hội này, từng quần thiên địa đổi xây. Từng quần là đây là cái định lực của tạo hóa quý vị. Từng quần là cái định lực, từng quần rồi nó đi, rồi nó biến hoại, rồi đến nó thành tựu, rồi nó đi biến hoại, nó lưng lưu hoài với thiên địa là của trời đất. Mà Ngài đã cám thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Thì kính thưa quý vị, đó là lời của Đức Thầy luôn luôn là xót thương cám cảnh là của nhân gian đó, là tất cả đồng đạo chúng ta đang lâm vào cảnh hạ quân hạ mạt pháp mà rất ít người tu tỉnh. Cho nên là Thầy mới cám thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không hiểu rõ xã dân của Thầy là cái lòng từ bi bác ái của Ngài luôn luôn cứu độ, mà Ngài chịu khổ khổ cho bá tánh. Nhưng mà có người không hiểu hiểu rành, nhưng những cái đem lời là này nọ Ngài, nhưng mà Ngài cũng vẫn nói ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Và Ngài còn nói dạy thêm với chúng ta mà ta xuống trần nhằm buổi nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bỉ. Nhưng mà vì bác ái nên thân cuồng sĩ phải chịu nhiều khổ hạnh sâu xa. Và cái ước nguyện của Ngài là mong cho đời gặp lúc khải ca, khắp bốn biển thái bình mới tội. Vì Phật Tiên Thánh lòng nhân hà hải, lòng nhân, lòng rộng rãi của Phật Tiên Thánh nó như sông như biển vậy đó quý vị. Chữ hà là sông, chữ hải là biển đó. Những ước ao thế giới hòa bình nên khuyên đời truyền bá sử kinh, cho bá tánh sửa mình trong sạch, là ý Đức Thầy muốn là đem lời màu nhiệm dạy cho tất cả chúng dân bá tánh vạn dân sửa mình trong sạch. Tức là hồi trước kia chưa biết tu, làm nhiều cái điều nó còn gây như tội lỗi, cũng như chưa được thanh cao tao nhã trong sáng, thì Ngài mới cho bá tánh để sửa mình trong sạch. Thì kính thưa vị, đó là lời Đức Thầy dạy. Quý vị xem qua ít mà quý vị suy hiểu rộng nhiều thì quý vị thành công viên mãn mau chóng mà thôi. Vì những cái câu giảng mà chú Tâm vừa hỏi vừa rồi là phải mau mau kiếp kiếp chuyên cần.
Đây là Đức Thầy nhắc chúng ta vì cái cuộc thế chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lắng mà nghe, hoặc giả rằng là bây giờ là đời mỏng tợ màng the, hãy ráng đọc chè của kẻ khùng điên đó. Thì Ngài cũng nhắc nhở chúng ta trong sấm giảng khuyên người đời tu niệm đó quý vị đồng đạo. Cho nên vào thời buổi này chúng ta bây giờ là phải ráng tu như thế nào để cho chúng ta được thành công viên mãn, để khỏi phụ lòng của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy chúng ta. Thì kính thưa quý vị, Ngài cũng thường dạy chúng ta là nên bổn phận chúng ta cần noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, hầu dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là tiếp tục khai thông cái nền đạo để cái tình từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Thì kính thưa vị, qua những cái câu giảng mà một cái đoạn pháp đọc vừa rồi là Đức Thầy nhắc nhở chúng ta luôn luôn trau dồi đức hạnh và tu hành theo cái chánh pháp của Ngài dạy để chúng ta được bước lên con đường giải thoát, hầu cứu vớt dùm cũng như tóm tắt thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức đó quý vị. Cho nên bây giờ thì tôn chỉ của Ngài dạy chúng ta là học Phật tu nhân, noi theo gương hạnh của Phật mà hành xử đạo người. Thì kính thưa quý vị, xin được phép nhắc lại là đầu tiên của người hành đạo thì Đức Thầy dạy chúng ta là đánh đổi tư tưởng sống xa, xấu xa, thay đổi vào tư tưởng ôn hòa và đạo đức, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, và quyết rửa tấm lòng trong sạch. Và hãy lấy gươm trí huệ quét sạch ma lòng, lấy lòng khoan dung đối đãi lẫn nhau, lấy từ bi ái mà cư xử với mọi người. Và nếu theo con đường bát chánh đạo của Phật mà đi thì trước phải giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, là không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chiếu điều phiền não để bụng tham lam ích kỷ và thường gây mối thiện duyên, thì lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Kính thưa vị, chúng ta mà tu hành mà màn vô minh bị diệt mất thì chúng ta sáng suốt nhận chân lý màu nhiệm, đi đúng theo là khuôn vàng thước ngọc của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy, thì chúng ta sẽ được thành công viên mãn cũng như Ngài dạy chúng ta. Thì tu cầu sao mà gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, tu cầu Phật hóa tánh tình, lưới mê chẳng buộc, nhẹ mình tiêu dao, tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thanh niệm Phật tai ương chẳng còn, và tu cầu tu cầu mà tu cho rõ mối quyền thâm, thì quy đạo Phật pháp chúng ta khỏi lâm tai nạn. Thì hai câu văn này của Đức Thầy dạy chúng ta là không còn thể nghĩ bàn, bởi vì đây là nếu ai mà rõ mối quyền thâm rồi thì tất cả giáo pháp của Đức Phật, Đức Thầy dạy phải nắm rõ hàng ngày, để lấy dựa vào đó mà làm theo thì luôn luôn là hạnh phúc. Tức là quyền diệu thâm sâu của Phật pháp mà chúng ta đã hiểu rõ rồi, chúng ta làm theo thì không bao giờ chúng ta lâm tai nạn. Còn bây giờ như mà tu mà chúng ta không có quan tâm lắm thì việc tu thân thiện tính hẳn hờ thì chừng quả đến e cho mới khó tránh đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, sao khái quát nhắc nhở những cái đề tài mà Đức Thầy dạy chúng ta mà cần tu thân xử kỹ như những lời đã nhắc qua vừa rồi, Đức Thầy đã dạy chúng ta. Thì bây giờ đi vào câu chuyện là những cái lời mà Đức Thầy dạy trong lời kinh tiếng kệ của Ngài như sau. Trước hết thì Ngài chỉ chúng ta, nếu chúng ta gieo cái hột giống lành gì trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Và kính thưa vị, Ngài có ấn định kết thúc rõ cho chúng ta là trên sự đời thường, đạo hay đời gì mà nếu làm gian ác là quỷ là ma, và làm chân chánh là tiên là Phật. Nếu bây giờ gian thế nào, ác thế nào, mà chân thật chân chánh như thế nào, chúng ta phải suy nghĩ hiểu rõ. Nếu chúng ta lập lờ, chúng ta vô minh không dứt, chúng ta nhận ngụy làm chân, việc sai trái mà chúng ta cứ đeo bám chúng ta làm hoài, thì từ chỗ đó không bao giờ chúng ta thành công được hết. Cũng như quyển 1 mà Ngài có dạy chúng ta là nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng hiểu rành đường tu, tức là một người tu phải hành xử như thế nào. Thì kính thưa vị, nếu mà chúng ta áp dụng theo 8 điều răn cấm của Đức Thầy dạy đó, và chúng ta giữ vững bát chánh đạo luôn, thì chúng ta sẽ được trọn lành trọn sáng. Còn ngoài ra 10 điều phiến tu Phật Thầy Tây An thì nó vô vàng nhiệm màu nữa, thì cũng chỉ 10 điều phiến tu Phật Thầy Tây An là cũng trọn lành trọn sáng.
và bát nhẫn mà chúng ta hành được rồi thì cũng đi đến con đường trọn lành trọn sáng mà thôi. Vì tất cả giáo pháp của thời buổi này Đức Thầy biết nó khó tu lắm, cho nên Ngài mới nhắc nhở chúng ta là phải chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Và tu làm sao mà nhịn làm sao mới cao, nhịn xóm chòm cô bác mới cao. Và Ngài cũng thường biết chúng ta là sự tu phải gặp những cái khó khăn quá nhiều. Ngài mới nhắc nhở lúc trồng rẫy rủi nhiều sâu bọ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao. Hoặc giả là trên đường tu mà Ngài cũng thường gặp chúng ta là chuyện phiền não hay đến, cho Ngài mới nhắc khuyên trong trần hạ bớt phiền để lo tu. Và tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xỉm, sớm trưa mình chẳng màng. Thì mình lo cái bổn phận của mình thôi, cũng như chắp tay niệm chữ Di Đà. Lòng ta biết ai mà mặc ai, thì người ta có nói cay, nói đắng, nói thế nào đi nữa, mình cũng vẫn lấy cái chữ nhẫn, mình nhịn. Thì như giáo pháp của Đức Thầy dạy vậy đó. Đạo mà biết mùi hương bát ngát, rước nợ trần mặn lạc thay ai. Chữ Nam Mô trì giái giữ chay, chay được tánh là chay tâm mới quý. Thì kính thưa mấy vị, lời Đức Thầy dạy trong bài Sa Đéc vừa qua là chữ Nam Mô, thì chúng ta biết niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chúng ta luôn trì giái giữ chay. Mà chay được tánh thì chay tâm mới quý. Thì chay được tánh là tất cả những dự gì mà người ta đem cái khó ngà, ta chửi mắng mình mà ta làm mình khó chịu, hoặc giả tất cả những gì mà ta đem những cái ý không hài lòng của mình mà mình nhịn được hết, thì như vậy là đạo biết mùi hương bát ngát, rứt nợ trần mặn lạc thay ai. Người ta nói mặn, nói lạc, nói cay, nói đắng mà chúng ta cũng vẫn nhịn được hết, thì lúc đó là chay được tánh, chay tâm mới quý đó quý vị. Đó là lời Đức Thầy dạy chúng ta. Cho nên Ngài mới nhắc chúng ta là nếu ai gây nhân toàn thiện thì sẽ được cái quả toàn thiện. Chúng ta trồng dưa thì không hưởng ớt cay, tạo nhân giải thoát thì quả đài đọa không. Chúng ta trồng cây mía thì ăn ngọt, mà chúng ta trồng cây ớt thì phải ăn cay. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Thầy mới dạy chúng ta là cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành. Vì hành bất chánh người đời mới nói, thì kính thôi vì bất chánh là nó không chân chánh đó quý vị. Vì Thầy có dạy màn vô minh che mờ căn trí mà thường khay nhận ngụy làm chân đó. Lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, rồi luôn bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, nên nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác, diệt mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm phải chánh trực khôn ngoan, và bừng bạ đâu tin đó, nghe bướng nghe càng làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Thì Đức Thầy dạy chúng ta phải lấy tâm đạo đi đôi để chúng ta mà hành xử cái việc đời, việc nào nên thắng nên nhường, cần biết tận tường mọi việc, vừa là giữ cho mình thanh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhơ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gạt lừa tội lỗi, lấy giới lực ra làm ranh lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua, lúc khó khăn phải nhớ niệm Di Đà, và lấy bổn nguyện ra mà nhịn chịu, buổi đầu tiên tuy còn díu díu, nhưng sau rồi thì sẽ khéo xuông xuông ra. Cũng như trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác, mặc dù chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau, lúc còn mê mờ mịt lao sao, khi đã giác lào lào trong sáng. Mê với giác nói hai hình dạng, nhưng cũng đồng một bản tâm sanh. Vì tâm chơn là tâm được trọn lành, còn tâm vọng hay sanh niệm dữ, lành mới gọi là hành Phật sự, còn dữ là đồng thứ nghiệp ma. Mà ai khởi tâm lành thì phước sanh ra, khởi tâm dữ thì là quả đó, quả tới. Mà ai tâm chơn là việc lành thường khởi, tâm vọng thì việc dữ thường sanh. Tự xét tâm khởi dữ hay lành, tất biết rõ tâm chơn hay vọng. Vì các việc trần tục khiến cho tâm động, dữ thì nhiều, lành chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà Ngài dạy chúng ta vừa móng tâm thì phải trừ tiêu, chớ để phạm rồi sao mới hối. Biết chừa bỏ từ trong vọng khởi thì hành vi tội lỗi không sanh. Tất nhiên người là được trọn lành, tâm vọng ấy mới trở thành chân được. Và kính thưa quý vị, Ngài dạy thêm chúng ta vì biển trần khổ luôn gặp sóng đùa xuôi ngược, nhưng mà chúng ta phải quyết tâm sông lướt cho qua, và luôn luôn phải phá dòng dây của lũ yêu ma để gặp mặt Di Đà Phật Tổ. Thắng qua được tình đời cám dỗ thật là điều kham khổ vô cùng, kẻ tu hành thiếu trí đại hùng thì không thể thành công đắc quả.
lòng cương quyết phải cứng như sắt đá, không bao giờ tan rã yếu mềm. Hành đạo màu bất luận ngày đêm thì sống lòng mới làm im lặng được. Thì kính thưa quý vị, qua bao nhiêu cái đoạn pháp mà Đức Thầy thường dặn chúng ta đó, chịu cay đắng tu hành mới giỏi và nhịn xóm chòm cô bác mới cao, thì bây giờ chúng ta phải đặt cái niềm tin là tin tưởng có cái cõi vui cực lạc, tin tưởng mình sẽ được sanh qua, tin tưởng xưa Phật cũng người ta thì mình cũng sẽ là như Phật, lời Phật dạy không hề sai thất. Ráng làm theo như Phật đã làm, tin tưởng sao làm vậy cho kham thì trọn đời cố gắng làm theo đúng. Vì thời tiết tốt, mùa màng được trúng, tu gặp đường chánh đạo mau nên. Thì kính thưa quý vị, điều này Ngài Thanh Sĩ đã nghiên cứu qua rồi. Ngài xem cái quyển Giác Mê Tâm Kệ của Đức Giáo Chủ mà Ngài Thanh Sĩ tỏ ngộ, điều này Ngài có nói trong Sấm Cơ tác phẩm của Ngài, cho nên là Ngài mới chuẩn xác với ta là gặp cái đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đây là thời Ngài nói như là thời tiết tốt, mùa màng được trúng, tu gặp đường chánh đạo mau nên. Kính thưa vị, đây là Ngài Thanh Sĩ nhận định cái đạo của Giáo Chủ chúng ta dạy, đây là cái đường đạo chánh. Cũng như vào thời buổi này là chúng ta là nhằm cái buổi hạ huân mạt pháp mà được lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy chỉ dạy, thì cũng như là cái thời tiết tốt thì chúng ta gieo cái giống gì cũng trúng hết rồi, mà tu gặp đường chánh đạo. Vì cái đạo chánh đây á, là Ngài Thanh Sĩ đã nhận định rồi. Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài có viết rất là rõ ràng, đạo vô vi của Phật Ân Cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước, câu phú quý Ngài không màng ước, chữ bồ đề như cội bá bá tòng, ai dưỡng nuôi ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng ở định chừng diệu quả. Thì kính thưa vị, mà định chừng cái chữ phú quý không màng ước, mà bồ đề là cứu khổ ban vui mà luôn luôn giữ ở trong lòng hoài, thì như cội bá tòng ai luôn giữ vậy thì được bổn lai diện mục đó vị, là cũng làm chủ được chủ nhân ông mình, như Đức Thầy dạy rất rõ ràng vậy đó. Là Ngài dạy chúng ta là gương đạo phải ráng chùi lao trọn vẹn, cội lành nên dung quén cho xong, đạo gương mới thấy được chủ nhân ông, cội lành mới trổ trái bông bồ đề, nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, mà bồ đề khai bến giác mới được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tại mình ra ráng tìm, vì kho Phật Pháp sẵn niêm trong dạ, máy quyền di có khóa nơi lòng, chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được là đạo không còn mờ. Cho nên bảo mình phải phản chiếu cho cái cơ đạo ngộ, cái máy đạo nó ngộ đó quý vị, ráng hồi quang cho lộ tâm khai, quyết tu thì sẽ đắc có ngày, đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả là mình tu Phật Thích Ca tu thành đó quý vị. Ông Thanh Sĩ nhắc như vậy đó. Và tu tin mình tu đạo cả sẽ thành, tin xưa Phật cũng chúng sanh, Phật siêu kiếp được thì tin mình cũng siêu, lòng tin mạnh mới càng tiêu kiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, không tin phàm vẫn còn phàm như xưa, tin là phải sớm trưa thực hiện. Nếu tin suông là cái ý nguyện không thành, vì ta bà thế giới chúng sanh muốn tu chứng quả là phải tin đầy lòng. Vì đời hiện nay nó xô đẩy như dông như bão, tu kém tin là dễ đảo dễ nghiêng, có tin mới có nhẫn kiên. Vì cái đức tin là bước đầu tiên tu hành. Thì kính thưa quý vị, đó là một đoạn giáo pháp mà ông Thanh Sĩ cũng nhắc chúng ta là phải cố gắng kiên nhẫn đặt niềm tin đó quý vị. Và kính thưa quý vị, bốn câu giảng mà Đức Thầy dạy cả ngàn năm, nhưng tâm sao xiến tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói, do vô minh che mờ căn trí. Và kính thưa quý vị, điều này Ngài Thanh Sĩ cũng có nhắc, vì loạn tâm và vô minh á, trong quyển Đến Liên Hoa Ngài có dạy chúng ta như sau. Ngài nói khổ não nhất khi sao động tánh, tà mà cho là chánh mới nguy, ác tâm mà tưởng từ bi, theo tâm loạn đó mới đi sai đường. Thì kính thưa vị, điều này Đức Thầy dạy, cho nên Ngài Thanh Sĩ mới chuẩn xác lại cho chúng ta hiểu, để chúng ta rút kinh nghiệm, để chúng ta tu không còn sai lầm như sau. Ngài dạy rằng là lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, cho Phật truyền đạo cả là không lầm, và đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh quả đó. Và quy y mà chịu làm y, đạo gì cũng đắc, quả chi cũng thành. Còn tu mà chẳng chịu hành, như trồng không tưới thì cội nhành héo khô.
Thì kính thưa quý vị, chúng ta không hành chánh đạo thì gia đạo chúng ta sẽ còn những sự buồn phiền ưu tư, cho nên chúng ta phải bị khổ sát hay là khổ trí. Ví như là trước cửa nhà chúng ta vậy đó, có trồng một cái cây nào đó hay nhiều cây mà nó là gặp nắng mà nó thiếu nước tưới là nó bị cái cội nhành nó bị héo khô. Thì chúng ta tu thật tâm mới thảnh thơi, chúng ta tu giả dối thì lao lý, thì cội nhành chúng ta héo khô nhiều ít đó là do cái sự khuyết điểm nhiều ít của chúng ta đó quý vị. Và kính thưa quý vị, trên đường tu học Đức Thầy còn dạy thêm, ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp cái tánh tình ích kỷ. Sự ích là ích lợi, chữ kỷ là mình. Nếu ai mà trên phương diện tu hành mà vẫn còn luôn luôn bảo vệ cho cái sự sống của mình được sung sướng cao hơn ai mà không có màng biết gì ở ngoài xã hội người ta khổ sở thiếu hụt gì hết, mình không có lo giúp giùm, đó là sai chân lý Đức Thầy dạy. Bởi vì Ngài biểu làm hết các việc từ thiện, ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn là đua chen giúp giùm, mà chúng ta không có làm như vậy đó thì chúng ta tu ích kỷ. Điều này Đức Thầy dạy rất rõ ràng, lòng quảng ái xót thương nhân chủng, buổi lố lăng Phật giáo si đồi, kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi mà sớm kệ chiều kinh thông thả. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân đó. Và kính thưa vị, Ngài Thanh Sĩ còn dạy thêm chúng ta là tánh ích kỷ, nếu người chịu bỏ thì việc lành chi mình cũng có thể làm. Người đời thường vì bởi riêng tham nên không chịu ra làm việc phước, vì có nhiều kẻ hại dân hại nước, giật đầu này lấy cướp chỗ kia, mặt tội tình mặt miệng đời bia ấy, cũng bởi vì lòng ích kỷ. Càng ích kỷ là càng không đạo lý, chỉ lo thân không nghĩ đến ai, của mình thì nắm chặt trong tay của người muốn dắt chày ra nước. Nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước mà cũng không động chút lòng thương, trái lại còn kiếm cách gạt lường, ấy cũng bởi vì lòng ích kỷ. Càng ích kỷ ấy cũng bởi vì lòng ích kỷ. Nếu muốn được tròn câu đạo lý phải dẹp lòng ích kỷ cho xong, thì từ bi bác ái đại đồng người mới có thể mong thực hiện. Dù người có ra công tu luyện mỗi ngày lo tụng niệm ba thời mà tánh tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc. Tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly, tớ bất trung con lỗi đạo nghì, bạn phản bạn cũng vì ích kỷ, còn có biết bao trò quỷ mị cũng do lòng ích kỷ gây ra, làm cho người quên việc xấu xa, bị ô nhục cũng là ích kỷ. Lấy nhân quả để mà suy nghĩ, thấy rằng lòng ích kỷ đáng khinh, hiện tại làm cô độc đời mình, sao còn phải trở lên theo của, đời nọ qua đời kia tới nữa, luôn luôn làm mọi cho tiền của mỗi đời, không kiếp nào lòng được rảnh ngơi. Và tánh ích kỷ làm người ràng buộc, tức là cũng như dây chạc bó buộc, mình không có đi ra khỏi cái chỗ nào cho thông thả đó quý vị. Và việc giải thoát nhiều lần bỏ hước ấy cũng do lòng ích kỷ sanh, cứ bo bo tài sắc lợi danh cho đến lúc tử thần đến dắt. Vì tánh ích kỷ làm mù tay với mắt, làm bướng càng chất ngất tội sầu, hưởng một thời nào có lâu đâu, rồi mưu việc tội sâu tội biển lận. Của thế gian tâm trần quá nghiện nên quên si đến chuyện ngày mai, biết quả tay mà cũng vui sai cho đến phút thở dài chưa hối. Từ vô thủy đến nay dẫn tội, đã làm cho quen lối hồng trần, rất ít người đủ sức trở chân, phần đông cứ đi luôn đường khổ. Mặc dù Phật đã từng dạy dỗ, kẻ tin theo thì có mấy người, còn phần đông chẳng chịu nghe lời, nên cảnh khổ trên đời càng lắm. Nay cuộc thế như thuyền chở khẩm, gặp gió giông bị đắm dễ dàng, đắm là chìm đó quý vị. Không nghe lời của Phật khuyên can, diệt trần cứ đeo mang lụy kiếp, tánh ích kỷ biết bao khủng khiếp, đã kể trên nên xét tận cùng. Muốn không còn sanh cõi lao lung, phải dẹp nó cho lòng ôm ấp, diệt phước đức phải nên làm gấp. Đường chân tu luyện tập ăn cần, sự nhọc nhằn chớ quản ngại thân, thì nhất định biển trần sẽ tác cạn, và lòng tu sớm chiều không để lãng. Phật Tây Phương sẽ giáng đầu giường, lời cao siêu Phật Pháp tỏ tường, tự nhiên sẽ mở rộng đường cực lạc. Muốn hiện tại trở nên Bồ Tát là lời trên đây nghe phải chạm khắc vào lòng, các nhiễm ô gội rửa sạch không, chỉ còn nguyện đầy lòng cứu độ, gặp kẻ nào lâm vòng tai khổ dùng tiện nghi cứu độ cho an. Dạch rõ đường đi đến Tây Phương để cho khách thế gian tìm đến, lỡ gặp kẻ diệt trần quá mến, chẳng những không nghe đến lời khuyên, trái lại còn nhạo báng khùng điên,
vẫn không bỏ, cứ khuyên nhủ mãi với ai cũng từ bi quảng đại, tìm cách cho trở lại đường lành. Dù cho thân phải chịu hy sanh, đạp gai gốc, sỏi sành, bất kể, miễn lấp xong được cái bể khổ đời, khiến cho ai cũng được thảnh thơi, không còn thấy người nào ích kỷ. Vì chơn Phật tử là phải đầy lòng quá độ đó quý vị, chẳng hề nao gian khổ đời mình, lòng từ bi cùng Phật một tình. Vì sanh chúng đi hy sinh tất cả, đời với đạo đâu là thật giả, tại sao cần hối quá tu hiền giải, tại sao cần hối quá tu hành giải thích cho người được biết rằng, hầu được biết lòng tin đạo lý, kêu gọi mãi không bao giờ nghỉ. Thì kính thưa quý vị, đó là cái tinh thần Bồ Tát mà chúng ta, mà Đức Phật, Đức Thầy dạy là chúng ta phải hy sinh vật chất tinh thần lo đạo. Nếu được như vậy là chúng ta sẽ được thành công viên mãn đó quý vị. Và kính thưa quý vị, những cái điều mà trên đường tu mà người đời ấy, bị gì thờ ơ, u ơ, bị ngoại cảnh nó làm cho sa ngã. Thì điều này Ngài Thanh Sĩ cũng có nhắc chúng ta qua một đoạn giáo pháp như sau. Phật bảo rằng đạo luôn mở cửa, ai cứ vào không lựa riêng ai, thành hay không là tự gái trai, lòng thương xót với ai cũng dạy. Phật bảo rằng kim không chỉ sái, đi sai đường là tại nơi người. Phật luôn dạy điều hiền đức tốt tươi, là không nghe mới lâm nơi sầu khổ. Kính thưa quý vị, hai câu văn này rất là quan trọng, bởi vì đây là lời kinh Phật không có sai thất, mà người đời phàm tánh chúng ta buông cái tánh phàm không kịp, rồi chúng ta nghĩ rằng quy y mà sao không được hạnh phúc, vì chúng ta làm chưa có đạt chuẩn như Đức Phật chỉ dạy. Cho nên mới có câu là Phật dạy điều hiền đức tốt tươi, không nghe mới lâm nơi sầu khổ. Phật bảo rằng phải hành tới chỗ mới biết lời Phật nói có không, nửa chừng đường luôn dội ngã lòng, lại nỡ trách Phật không linh nghiệm. Và kính thưa hai câu này nó quá quan trọng nè. Phật bảo rằng tu không chơn niệm, hoặc tu còn thiếu điểm chân tu. Vì thiếu bình hoặc giả thiếu dầu, tim dầu có đèn không thể cháy được. Thì kính thưa quý vị, qua những cái đoạn pháp này, mong quý vị rút kinh nghiệm, để mà chúng ta còn thất bại khuyết điểm gì, chúng ta sẽ được trọn lành trọn sáng. Và kính thưa quý vị, Đức Thầy cũng có dạy khuyên chúng ta là nếu muốn cho rắn đặng quá cù, phải xả thân làm phước, thì chúng ta cái cõi diêm phù này mới vượt qua, là ta bà khổ này chúng ta mới vượt qua được. Thì là con rắn nó thành con sấu, thì con sấu mới quá rồng được. Thì biến thái của con người, chúng ta muốn tu là phải ôm theo giáo pháp của Đức Thầy đó quý vị. Cũng như Ngài dạy chúng ta, cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông đó. Thì chúng ta muốn qua khỏi ta bà khổ này, phải nương theo cái quyển giáo lý là màu nhiệm của Đức Thầy chúng ta, thì chúng ta mới được ra con sông, mà mới ra biển, mới thông thả, thì chúng ta mới thành công đắc quả. Thì Đức Thầy dạy chúng ta vậy đó. Là kính thưa quý vị, để dựa theo cái câu pháp mà muốn cho rắn đặng quá cù, thì nơi đây là những cái lời của Ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta là tu theo những cái lời Đức Thầy chỉ dạy mà chúng ta chưa được mở rộng như sau. Đồng đạo ơi, trẻ già sao trước, ráng tu sao cho đức phước được nhiều, hầu được nghe lời Phật cao siêu, như trong tối được khiêu ngọn đuốc. Nay nhằm lúc Phật ra cho thuốc, ráng trừ cho hết được bệnh mê. Lần này mà không dị cũ trở về, sao muôn kiếp khó bề giải khổ. Vì sự biến chuyển khắp nơi các chỗ, không lọt qua một việc nào đâu. Công thì đầy ban thưởng báo châu, tội thì phạt nhiều câu thảm thiết, thành chánh quả hay là tiêu diệt, thời kỳ này thúc kết bớ dân. Nếu không như lời Phật đã phân thì tiên Phật không cần phải nói. Và chúng ta phải lấy sức mạnh tinh thần chống chọi, ráng vượt qua cho khỏi rừng mê. Một phen này mà chúng ta dứt sự ủ ê, sau muôn kiếp được hưởng bề khoái lạc. Vì Phật có bảo rằng câu giải thoát phải bằng cái đức tin siêu diệt phàm phu, và mong ra ngoài như kẻ tử tù, được dạy chẳng bao lâu đắc đạo. Khuyên thiện lớn nhỏ tín đồ Phật giáo, lời nói đây khá bảo cho lòng. Nay không rồi mai cũng ráng xong, mà nếu bằng chẳng dạy là uổng công tu niệm. Thì kính thưa vị, Ngài Thanh Sĩ nhắc chúng ta là chúng ta muốn qua khỏi cái cõi đau khổ trần gian ta bà này, cũng như kẻ đương ở tù vậy đó, ở trong ngục tù mà muốn ra khỏi vậy đó, chúng ta phải tha thiết
học giáo pháp và hành chân lý của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy chúng ta mới ra được. Còn bằng mà chúng ta mà nửa Phật nửa ma là chúng ta uổng công tu niệm đó quý vị. Và kính thưa quý vị, điều này Đức Thầy còn dạy thêm là làm nhân ái là sẽ ắt tiêu bệnh tật. Nhưng mà tại sao chúng ta làm nó không tiêu? Có nhiều người chưa thông nhân quả, nói tôi vô đây ăn chay cúng lại niệm Phật không mà sao tôi gặp tai nạn hoài. Thì kính thưa quý vị, xin lỗi quý vị, điều này quý vị nên nghĩ kỹ đi. Đức Phật, Đức Thầy kinh giảng dạy chúng ta là không sai. Tại chúng ta hành chưa có tới nơi tới chốn. Bây giờ chúng ta trách là nói bây giờ chúng ta tu hành ăn chay cúng lại niệm Phật đi cầu nguyện sao còn tai họa. Nếu chúng ta không tu niệm cầu nguyện, tai họa chúng ta nó tới 10 lần. Còn bây giờ chỉ có 2-3 mà chúng ta than, đó là chúng ta không có thông nhân quả. Điều này xin lỗi mà nói. Có những câu giáo pháp như sau: có khi làm phước làm nhân bị lâm tai họa hoặc cơn quán thù, đó là nợ trước chưa bù, ngày nay phải trả, người tu chớ phiền. Có khi Phật thử người hiền, coi lòng mình có được bền hay không đó quý vị. Hoặc giả rằng là Ngài cũng thường khuyến tấn chúng ta là hiền khốn đốn, đừng nao núng dạ. Không những là xong cái quả trước kia, phước nay còn được nhiều bề, nếu ai càng cam chịu được thì Phật quê càng gần đó quý vị. Chớ ở đời thì quý vị đừng có nên trách gì hết á. Tất cả những việc gì xưa trồng mới có trái nay, nếu không thiếu nợ không ai đến đòi đâu. Hoặc giả rằng Ngài nói rằng Phật bảo rằng nếu không mưa lạnh, cây héo kia lá nhánh đâu có tươi, gặp tai nạn lòng vẫn cứ vui và cho rằng nợ vừa rồi đã thiếu đó. Kính thưa quý vị, là những cái lời trong kinh Phật dạy là như thế đó đó. Và kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy là làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật. Mà chúng ta còn than phiền mà nó chưa tiêu, tại vì bây giờ nó phải tiêu từ từ. Bị gì nghiệp, chúng ta đào cái biển khổ đó, ở tiền kiếp nó quá nhiều hay hiện tại đi. Mà hôm nay thì nếu ta lấp bằng sớm là chúng ta không còn bị sụp hầm nữa. Điều này căn cứ qua những câu giảng ông Thanh Sĩ dạy như thế này nè. Cũng như Đức Thầy dạy chúng ta là thật tâm thảnh thơi, giả dối lao lý. Mà ông Thanh Sĩ ông dạy, ông nói nợ còn vướng, còn thân lặng đặng. Mà nợ hết đeo là phận thanh nhàn. Vì người sanh vào cõi thế gian, bởi vì xưa đã nợ mang vào mình. Lấy mắt Phật mà nhìn thế sự, biết bao nhiêu thứ nợ người ta. Cho nên đủ cảnh xảy ra, nhưng đời có mấy ai mà tĩnh tâm. Hết nợ nọ rồi lâm nợ khác, nợ trước còn cái giác nợ sau, nợ qua nợ lại chiền lao trả hoài trong biết chừng nào mới xong. Mà cá nhân nợ hay dòng dõi nợ, nợ một người hay cả muôn người, nợ nào cũng chẳng được vui. Nhất là nợ máu mà khiến đời thảm thê đó quý vị. Cho nên á, các vị Bồ Tát dạy chúng ta làm sao? Xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê bao quyết diệt sẽ tiêu. Sớm ma nhưng kế Phật chiều, người thành như vậy là rất có nhiều từ xưa rồi. Thì kính thưa quý vị, qua câu giảng mà Đức Thầy dạy làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật, thì đây là xin nhắc lại trong một cái đoạn giáo pháp mà của cái quyển Đời Mạt Pháp của Ngài Thanh Sĩ như sau. Ngài nói là đạo Phật là chánh minh, đạo Phật không hồ mị, xưa nay chẳng đổi dời, người đời nên xét kỹ. Làm theo lời Phật khuyên, đi theo đường Phật chỉ, thì thống khổ không còn mang, luân hồi không còn bị. Lúc đó là thật tự tại tự do, và thật tự tâm tự trị đó quý vị. Và kính thưa quý vị, Đức Thầy cũng dạy thêm nè: việc tu thân nếu thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Thì kính thưa quý vị, Ngài Thanh Sĩ cũng lận theo lời Đức Thầy dạy để chúng ta tu trở lại đường chân nẻo chánh một cách mỹ mãn như sau. Thấy thiện tính đường tu bỡ ngỡ, động lòng thương Phật tỏ khúc nôi, ráng nghe dùm bớ khách trần ôi, người còn khổ đây vui sao được. Không muốn ai bị chết trôi theo nước, không muốn ai bị cuộc lửa thiêu, không muốn ai bị nạn ó diều, chẳng muốn kẻ bị yêu tinh bắt, vì lẽ ấy chuông lành thúc nhặt, làm cho dân Nam Bắc tỉnh lòng. Tu cứu mình và cứu tổ tông, cùng được dự Hoa Long Đại Hội là Hội Long Hoa đó quý vị. Và ráng cải hối cho tiêu hết tội để hồn linh siêu rỗi về Tây. Chớ lòng say xưa ở cõi này, muôn vật tạm sát thân cũng tạm, uổng công khách trần gian tham lạm, ngày tắt hơi cũng nắm tay không. Xét cho cùng là quá cuồng ngông, như trẻ nhỏ ra công bắt bóng. Thức cho sớm là biết sống, chớ đua bơi theo cảnh hồng trần.
phải tu mau mới kịp đời gần, và ráng bồi bổ chữ nhân chữ phước thì ngày kia mới vinh diệu được, và nạn tai sẽ vượt khỏi qua. Thì kính thưa vị, bốn cái câu giảng đó vừa rồi quý vị thấy đó, Bồ Tát chư Phật luôn nhắc nhở chúng ta phải ráng bồi bổ chữ nhân chữ phước thì tương lai mới vinh diệu được, và nạn tai sẽ vượt khỏi qua. Niệm Di Đà là có Di Đà, ngài bao phủ bên nhà lương thiện, việc không có đây đâu đặt chuyện, lời nói ra là do tiếng Phật ban. Vì thấy rằng biến đổi gần biến đổi thế gian, nên Phật khắp mười phương ứng ngữ, muốn cho kẻ trần ai lánh giữ nghiệp tội không thì sự quả không. Ai cũng đều ưa uống nước trong thì Phật cũng ưa lòng nhân đức, cảnh niết bàn thơm tho nồng nực do tâm lành các Phật làm ra. Kẻ hung sùng ăn ở xấu xa đâu có được sang qua cảnh ấy, Phật chỉ thưởng người ăn ở phải, không ban ân kẻ quấy bao giờ. Xin đạo đồng xét rõ kệ cơ, tu cho chánh đừng cho lạc đạo. Và kính thưa quý vị, ngoài ra là Đức Thầy dạy chúng ta là tu hành chúng ta phải lấy gươm trí huệ mà quét sạch ma lòng, lấy lòng khoan dung đối đãi lẫn nhau, và lấy từ bi bác ái mà cư xử với mọi người. Thì kính thưa quý vị, điều này ngài Thanh Sĩ mới nhắc nhở chúng ta qua một đoạn giáo pháp để giải rõ lời của Đức Thầy như sau: Phật từ bi thương khắp chúng sanh, chẳng phụ kẻ hữu tình với đạo. Vì đời nguyên hạ hiếm người hiền thảo, càng trọng người mến đạo nhiều hơn. Phải ráng lo làm phước làm nhân, nguyện đắc đạo ngay trong hiện kiếp, đừng để bị sa vào lưới nghiệp, lấy lương tâm trong sạch sống đời. Đã là người phải biết thương người, hại kẻ để lấy lời đâu phải. Mình không muốn bị người nhiễu hại thì người ta cũng lại thế ư. Lấy công tâm cho lấy tâm tư, tất không khiến ai người quán ghét. Đem đạo nghĩa con người ra xét, việc ở đời phải được tốt tươi, không ai khinh cũng chẳng ai cười. Sống vinh hiển phát hồi Phật quốc, vì chơn ngôi vị không bao giờ mất. Thật trường sinh hạnh phúc là đây, khắp nữ nam cõi hạ quân này. Nên bừng tỉnh đừng say ngủ nữa, chiến cuộc vẫn còn nhiều khói lửa. Cảnh thiên tai chẳng dễ hết đâu, sự chuyển lưng khắp cả địa cầu. Trong nháy mắt Á Âu gian dậy, chừng việc đến lửa đâu cũng cháy. Người năm châu cả thải kinh hoàng, tai nghe đầy những tiếng khóc than. Thay người chết làng khang như củi, việc xảy đến biết đâu mai rủi. Quả phước do nơi mối giữ lành, nhưng mà ai làm hiền lương là được Phật độ sanh đó quý vị. Còn kẻ gian ác thì yêu tinh cấu xé, suy xét kỹ là làm phải lẽ. Nay khổ lao mai sẽ thanh nhàn, cuộc qua rồi quả chỉ một nang. Việc xảy đến muôn sàng tay ách, và các ngài bảo chúng ta là phải lấy phước đức làm thành quách, với chống đỡ cơn bão táp hải hùng. Vì chúng sanh lâm nước cờ cùng, không tu niệm là không mong giải nạn. Phép Phật vốn vô hình hữu dạng, có công tu mới đặng xem coi. Sức nhiệm màu cứu kẻ yêu nòi, quay thần bí mới độ người chân đạo. Lòng sao trước thờ câu ngai thảo, dạ sớm hôm luôn cầu đạo Phật tiên. Dù gặp cơn bát đảo thất điên, cũng được phép diệu quyền Phật cứu. Kính thưa quý vị, bát đảo thất điên là 8 cái đảo 7 cái điên đó quý vị. Cũng được phép diệu quyền Phật cứu, vì dạng vật dưới mắt đền linh thú, muôn dân trong lòng của Kim Sơn. Chẳng bao giờ bỏ kẻ lòng nhân, người hữu đức là phải hoàn toàn được thần gia hộ quý vị. Thì kính thưa quý vị, qua bao nhiêu cái lời trình giải trình nãy giờ kinh Phật đó, thì quý vị thấy tương lai mà Đức Thầy chúng ta tuyên bố trước đó, bốn phương có giặc, rồi nước kia lửa nọ tưng bừng, nào là nạn thú dữ, hổ lang ác thú muôn bày, cảnh núi non nhiều thú dị kỳ. Nó trọng ai hèn đức nhu mì, sát phạt cả bổ cha phản chúa, rồi chừng lao sao ác thú non tàn. Thì Nam Quốc lương dân mới biết, và những người ăn ở là nghênh ngang thì gặp nơi rắn đó, những người ăn ở ngược xuôi gặp nơi rắn rít chẳng vui đâu là đúng vậy. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Thì bao nhiêu thú dữ đó thì Đức Thầy đã chỉ dạy, và ông ba là Nguyễn Văn Thới cũng có nhắc đó. Thú thì là nhiều thú dị kỳ, kể sao cho hết vậy. Thì thú nai đó, người hung thì con xé con lôi ăn lo thôi không cùng luôn. Thì quý vị thấy bây giờ là đến chừng đó là người thiếu đức là gặp nó là không có bao giờ tránh khỏi được đâu. Phải ráng tu niệm bây giờ sau này thì mới qua khỏi nạn đó được. Và kính thưa quý vị, ngoài những nạn thú dữ ra đó, trong sấm kinh cũng có còn nói 7 ngày tối tăm trời đất,
là nghe nó bay hồn khiếp vía hay khốc liệt như thế nào thì quý vị tùy theo mà cảm nghĩ qua những lời sắp sửa nhé. Thấy rằng thế sự bùi ngùi, chịu trong 7 nhật tối thui kia kìa, 7 nhật là 7 ngày đó, nhật là ngày đó quý vị, có khóa mà lại không chìa, có thân không sống mà lại dìa ngục môn. Đó là ám chỉ nói sau này cái cảnh tối tăm trời đất xuống 7 ngày đêm thì bao nhiêu thú dữ nó sẽ ăn xé những cái người không tu niệm. Và ngài Thanh Sĩ cũng còn thường nhắc thêm chúng ta như sau. Ngài nói Phật bảo rằng rồi đây sẽ tới 7 ngày đêm bật lối trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tinh trần chúng hiện đến để ăn kẻ ác. Phật bảo rằng cha con xa lạ khắp nơi luôn bi đát thảm sầu, khắp trời đều như thế khác đâu, chẳng ai giúp ai nào được cả. Phật bảo rằng bụng đà đói rã, cơm cũng không mà cá cũng không, rau cỏ còi khoai củ ráo nông, chồng nhìn vợ khóc ròng mới thảm. Phật bảo rằng 7 ngày hắc ám, hắc là đen ám là u ám đó quý vị, khắp trời đâu cũng sấm nổ vang, biết bao người vì sự kinh hoàng mà phải phát cuồng chạy khắp làng cùng ngõ. Thì kính thưa vị, hiện nay cái trời mưa mà nó rầm sét trong có 5-3 giây trở lại thôi mà nhiều người còn thất thanh hồn vía, giật mình tản cư hồn vía rồi, mà đến đó suốt 7 ngày đêm mà tối tăm hắc ám rồi lại thú dữ tinh trần rồi nào là đói khát. Thì quý vị thấy nếu bây giờ ai không tin những cái lời này mà đến lần đó mà lâm vào cảnh đó rồi thì làm sao chịu nổi. Kính thưa vị, điều này ông ba Nguyễn Văn Thới mới có viết câu đó: đạo cha con với lối bược chùm đó, ngủ đêm thức dậy là đứt đùm không hay đó quý vị. Cho nên nó cảnh tối tăm mà gặp quỷ ma yêu tinh thú dữ nó lợi nó quấy nhiễu với nhau, thành ra từ cái chỗ đó mà nếu thiếu đức rồi thì bó tay là kể như ở đó là chịu chết, coi như mới bị đứt đùm. Và còn những câu ở trong mạng nè: sáng cơm chiều cháo qua đèo, chịu trong 7 bữa mà nạn nghèo không cơm. Thì kính thưa quý vị thấy đây là một câu nói nó quá đơn giản nhưng mà nghe sao nó bay hồn khiếp vía đó. Chứ là nếu bây giờ mình còn sống á, thì mình buổi cháo buổi rau sáng cơm chiều cháo qua đèo mà tao chịu trong 7 bữa nạn nghèo không cơm thì sau này cái cảnh chiến tranh nó đi đến nó quá trầm trọng, rồi con dịch bệnh nó hành xác nữa. Rồi ông ba nói á, thương 3 năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô, không thay không lấp mà để phơi khô mà không nước mà uống là Nam Mô đạo nào. Thì bây giờ nội cái trong cái chỉ thị 16 mà 2 năm qua quý vị thấy quý vị cũng đủ biết rồi đó, không có đi tới đâu được hết. Mà ý là người nông dân còn sản xuất lúa gạo được đó, mà cái cảnh đi nó không được, nó còn khổ vậy. Mà đến chừng khi mà con dịch bệnh nó nhiều mà người chết quá đông rồi chẳng ai sản xuất gì hết, rồi cảnh gặp tối tăm trời đất này á, kẻ thiếu đức trốn đâu mà cho khỏi việc lành. Thì kính thưa vậy, hôm nay buổi trao đổi nhắc nhở giáo pháp cũng xin chấm dứt. Trước khi dứt lời, chúc tất cả gia đình quý ông đạo trong ngoài nước thân tâm thường an lạc, hạnh phúc trên thuận dưới hòa, kinh tế ổn định, tu hành thành công viên mãn. Nam mô A Di.